Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha đã ra trước bao lần đền thờ Thánh Phêrô để đọc thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi gửi dân thành Roma và thế giới. Đức Thánh Cha nói: Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Cari fratelli, anh chị em thân mến tại Roma và trên toàn thế giới, chúc mừng Giáng sinh. Buongiorno. Tôi bắt đầu với bài hát của các thiên thần đã hiện ra với các mục đồng tại Bethlehem trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh. Đó là một bài hát kết hiệp giữa trời và đất, khi chúc tụng vinh quang thiên đàng và lời hứa hòa bình cho trái đất và cư dân của địa cầu. Tôi xin tất cả mọi người cùng chia sẻ trong bài hát này. Đó là một bài hát dành cho mỗi người nam nữ thức tỉnh trong đêm đen, những người hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, những người quan tâm đến những người khác trong khi khiêm nhường thực thi nghĩa vụ của mình. Vinh danh Thiên Chúa. Trên hết, đây là những gì Giáng sinh mời gọi chúng ta thực hiện. Đó là tung hô Chúa, vì Ngài tốt lành, thành tín và đầy lòng thương xót. Hôm nay, tôi nói lên hy vọng là tất cả mọi người nhận biết thiên nhiên đích thật của Thiên Chúa, là Chúa Cha, Đấng đã ban cho chúng ta, Chúa Giêsu. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cảm thấy sự gần gũi của Thiên Chúa, sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài, yêu mến và thờ lạy Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta có thể tôn vinh Thiên Chúa trên hết bằng cuộc sống của chúng ta, bằng cuộc sống dâng hiến cho tình yêu Thiên Chúa và cho tất cả các anh chị em của chúng ta. Hòa bình cho nhân loại. Hòa bình đích thực không phải là một sự cân bằng của các lực lượng đối lập. Đó không phải là một diện mạo đáng yêu được dùng để che giấu các cuộc xung đột và chia rẽ. Hòa bình đòi hỏi sự dấn thân hàng ngày, bắt đầu từ hồng ân của Thiên Chúa, từ ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Khi nhìn vào hài nhi nằm trong máng cỏ, suy nghĩ của chúng ta hướng đến những trẻ em là nạn nhân dễ bị tổn thương nhất của chiến tranh. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nghĩ đến những người cao niên, những phụ nữ bị đánh đập, những người bệnh và đến những cuộc chiến tranh đang phá hủy và làm tổn thương biết bao cuộc sống. Đã có quá nhiều mạng sống bị cướp đi trong thời gian gần đây
bởi các cuộc xung đột ở Syria đang đổ thêm những uất hận và bão thù. Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin Chúa để những người Syrian thân yêu không phải chịu thêm nhiều đau khổ nữa và cho phép các bên trong cuộc xung đột có thể đặt một dấu chấm hết cho tất cả bạo lực và đảm bảo cho các viện trợ nhân đạo có thể đến được. Chúng ta đã thấy lời cầu nguyện mạnh mẽ là dường nào. Và hôm nay, tôi thấy hạnh phúc vì có những người thuộc các niềm tin, tôn giáo khác nhau đang tham gia với chúng ta trong lời cầu nguyện cho hòa bình ở Syria. Chúng ta đừng bao giờ để mất đi lòng can đảm cầu nguyện. Can đảm để nói, lạy Chúa, xin ban bình an cho Syria và cho toàn thế giới. Xin ban bình an cho Cộng hòa Trung Phi, là đất nước thường bị người đời lãng quên và bỏ qua. Nhưng lạy Chúa, Chúa không quên ai đâu. Lạy Chúa, Chúa cũng muốn mang lại hòa bình cho mảnh đất đã bị xâu xé bởi một vòng xoáy bạo lực và nghèo đói, nơi mà rất nhiều người vô gia cư, thiếu nước, thiếu lương thực và các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Xin hãy nuôi dưỡng sự hài hòa xã hội ở Nam Sudan, nơi căng thẳng hiện nay đã gây ra nhiều nạn nhân và đang đe dọa việc sống chung hòa bình còn non trẻ. Lạy Hoàng tử bình an ở mọi nơi, xin Ngài hãy hướng dẫn tâm hồn con người khỏi bạo lực và hướng hướng cho họ biết hạ vũ khí xuống và tiến bước trên con đường đối thoại. Xin hãy nhìn đến Nigeria, hiện đang tan nát vì các cuộc tấn công liên tục, không tha cho tất cả những người vô tội và vô phương tự vệ. Xin hãy chúc lành cho vùng đất nơi Chúa đã chọn để đi vào thế giới này và ban cho chúng con một kết quả thuận lợi trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine. Xin hàn gắn vết thương của đất nước thân yêu Iraq, nơi một lần nữa đang đau khổ vì tình trạng bạo lực thường xuyên. Lạy Chúa của sự sống, xin bảo vệ tất cả những ai bị bắt hại vì danh thánh Chúa. Xin ban hy vọng và an ủi cho những người tị nạn và lánh nạn, đặc biệt là ở vùng sừng Phi Châu và ở phía đông của nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Xin Chúa cho những người di cư vì có một cuộc sống đúng phẩm giá của con người được chấp nhận và hỗ trợ. Xin cho những bi kịch mà chúng con đang phải chứng kiến trong năm nay, với rất nhiều trường hợp tử vong ở Lampedusa, sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Lạy Hài Nhi Bethlehem, xin chào và trái tim của tất cả những người đang tham gia vào tệ nạn buôn bán người để họ có thể nhận ra tính nghiêm trọng của tội phạm chống lại loài người. Xin nhìn đến những trẻ em bị bắt cóc, bị thương hoặc thiệt mạng trong các cuộc xung đột vũ trang và tất cả những ai bị cướp đi thời thơ ấu của mình và bị bó buộc phải trở thành những người lính. Lạy Chúa Trời Đất, xin nhìn đến hành tinh của chúng con, nơi thường xuyên bị khai thác bởi sự tham lam và tàn bạo của con người. Xin giúp đỡ và bảo vệ tất cả các nạn nhân của thiên tai, đặc biệt là những người dân thân yêu tại Philippines, nơi đang gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng của cơn bão gần đây. Anh chị em thân mến, hôm nay, trong thế giới này, trong nhân loại này, Đấng Cứu Thế đã được sinh ra là Đức Kitô, Đức Chúa. Chúng ta hãy tạm dừng trước Hài Nhi Bethlehem. Chúng ta hãy để trái tim của mình được rung động. Chúng ta hãy để cho mình được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của Thiên Chúa. Chúng ta cần đến sự chăm sóc của Ngài. Trước Thiên Chúa đầy lòng nâng thoát, chúng ta hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài mãi mãi. Trước Thiên Chúa là sự bình an, chúng ta hãy xin Ngài phù giúp chúng ta kiến tạo hòa bình mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong các thành phố và quốc gia của chúng ta và trên toàn thế giới.
Chúng ta hãy để cho mình được rung động bởi sự thiện hảo của Thiên Chúa. Giờ đây chúng tôi xin kính mời quý vị và anh chị em cùng hiệp ý đón nhận phép lành kèm theo ơn toàn xá của Đức Thánh Cha cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng lưới điện toán toàn cầu. Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y trưởng đảng phó tế tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban toàn xá cho những người nói trên, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và toàn thể các thánh mà xả giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Ngài đọc như sau: Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu bầu và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Michael và của Thánh Gioan Baptista và của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng lân túc ban ân xá tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ân thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được ý chí kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Sau đó Đức Thánh Cha ban phép lành kèm ơn toàn xá. Yeah.
Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Trong niềm hân hoan đón mừng Chúa Giáng sinh, Lan Vy xin kính chúc quý vị và toàn gia quyến một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc, tràn đầy ân lành, hồn xác và hồng ân cứu chuộc của Chúa Giáng sinh. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.